Vừa rồi là lớp mình đã học cái điều kiện cần và điều kiện đủ của cử chỉ rồi đúng không nhỉ? Và như vậy kết hợp hai cái điều kiện này vào thì nó sẽ ra cái phương pháp để đi tìm cử chỉ của hàm hai biến. Như vậy chúng ta sẽ tiến hành là làm lần lượt trong khối 2 bước này. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ giải cái hệ phương trình z x và z y bằng 0 để tìm ra các cái điểm nghiệm của nó, và các cái điểm này người ta gọi là điểm nghi ngờ. Bước thứ hai là chúng ta sẽ tính các cái đạo hàm cấp 2 như lúc nãy cô trình bày ở đây, tính các số a, b, c rồi delta và sau đó lập bảng để kết luận nhá. Như vậy chúng ta kết hợp hai cái điều kiện cần và điều kiện đủ vào để ra được cái phương pháp tìm cử chỉ. Thế nên bây giờ là cô sẽ làm mẫu cho lớp mình ba cái ví dụ này, được chưa nào? Để chúng ta xem là cách làm là như nào. Bây giờ là bước 1 này. Bước 1 là các bạn sẽ phải giải cái hệ phương trình là z x với cả z y là bằng 0 nhá. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính cho cô z phải x trước này. Đạo hàm theo x nhá, quá dễ luôn này, là bằng 2x này. Đạo hàm theo y này, quá dễ luôn là 2y này. Bây giờ cho các cái đạo hàm này bằng 0 này. Đấy, và giải hệ phương trình ra luôn, thấy x bằng 0 và y bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ ra được một cái điểm nghi ngờ này, điểm m là tọa độ là 0,0. Đây người ta gọi là điểm nghi ngờ, tức là điểm này là không biết là có phải là cực trị không. Đấy, bây giờ mình sẽ đi kiểm tra nó nhá. Để kiểm tra nó thì chúng ta sẽ đi tính tiếp các đạo hàm cấp 2, đấy là z2,xx. Z2,xx tức là đạo hàm tiếp của cái z,x này theo x, như vậy nó sẽ ra bằng 2 này. Đấy, thế rồi là tính tiếp z2,xy, đúng không? Tức là đạo hàm tiếp cái này theo y nhỉ, nó sẽ là bằng 0 này. Thế rồi là z2,yy. Đấy, thì ở đây là tính tiếp cái này đạo hàm theo y này, là nó sẽ ra là 2, đúng không nhỉ? Thế thì bây giờ là ABC là gì? A ấy, là thay cái điểm M này vào đây này. Tuy nhiên thì những cái hàm này chẳng có gì mà thay cả, bởi vì đây là hàm số. Thế nên là cái A của chúng ta vẫn là 2 này, B của chúng ta nhá thì vẫn là bằng 0 này, và C của chúng ta nhá thì vẫn là bằng 2 này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính tiếp đến delta nhá. Thế thì suy ra là delta này, delta này sẽ là bằng gì? Delta công thức của em ấy là B bình trừ đi AC, đúng không? Đấy, delta là bằng B bình trừ đi AC này. Đấy, tức là sẽ là bằng 0 bình trừ đi 2 nhân 2, đúng không nào? Tức là bằng trừ 4. Như vậy là delta là mang dấu âm nhé. Nếu delta là âm thì các bạn nhớ lại cái bảng lúc nãy là có là cực trị, đúng không? Có là cực trị nhưng mà nó phải là cực đại hay là cực tiểu thì phải nhìn vào hệ số A đây này. Hệ số A mang dấu dương đây này, đúng không? Đấy, A thì lại mang dấu dương này, delta âm mà A dương nhé, kết luận là cực tiểu. Thì như vậy suy ra là điểm M là 0,0 này sẽ là cực tiểu. Đó, xong đây. Đấy, bây giờ lớp mình sẽ sang cho cô ví dụ số 2 nào. Đấy, lớp mình sang ví dụ số 2 để làm hàm này. Chúng ta cũng tiến hành tiếp tục là tìm cực trị của nó. Thế bây giờ để làm ấy, thì chúng ta cũng lần lượt làm cho cô hai bước này thôi. Bước thứ nhất là tính đạo hàm cấp 1. Đấy, bước thứ hai là tính đạo hàm cấp 2, được chưa? Nào, bây giờ là tính đạo hàm cấp 1 nào. z(x) nhá. z(x) này bằng đạo hàm theo x thì em ơi, 3 đạo hàm theo x mất này. Cái này đạo hàm theo x này, 4y nhá. Đấy. Cái này đạo hàm theo x này, 3 trừ 4x lập này. Còn cái này đạo hàm theo x là mất này. Tiếp tục sang z(y) này. Cái này đạo hàm theo y mất này, đúng không nào? Cái này đạo hàm theo y này là ra 4x này. Cái này đạo hàm theo y là mất này. Cái này đạo hàm theo y là trừ 4y lập này. Đấy. Sau khi tính các đạo hàm cấp 1 xong rồi thì các bạn sẽ lại cho nó bằng 0, đúng không? Theo điều kiện đủ hướng dẫn nhá. Đấy. Thế thì 4,4 triệt tiêu cho cô nhá. Triệt tiêu này thì chuyển x mũ 3 sang thế bên này này thì y sẽ là gì đấy? Lớp mình nhìn đi. Y sẽ là bằng gì nào? Chuyển trừ x mũ 3 sang bên này thì y sẽ là bằng x mũ 3 này, đúng không? Thế rồi là 4,4 triệt này, chuyển y mũ 3 sang bên này cho cô này thì x sẽ là bằng y lập này. Bạn nhìn thấy chưa nhỉ? Sau đó chúng ta sẽ dùng phương pháp thế nhá. Đây này, x bằng y lập này, thế x vào đây này thì y lập vào đây thì y lập rồi lại mũ 3 nữa. Y mũ 3 rồi lại mũ 3 nữa thì thành là y mũ 3 nhân 3 là 9, đúng không nào? Đấy, như vậy là chúng ta sẽ có một cái phương trình đấy là y bằng y mũ 9 thì các bạn sẽ chuyển vế sang. Bạn rút y ra bên ngoài, đúng không? Đấy, rút y ra bên ngoài như thế này này. Rút y ra bên ngoài này, bên trong là 1 trừ đi y mũ 8 bằng 0. Như vậy là chúng ta sẽ ra là 3 trường hợp, đúng không? 3 trường hợp hoặc là y bằng 0 này,
hoặc là y mũ 8 bằng 1, tức là y bằng 1 hoặc là y bằng trừ 1. Em hiểu ý chưa? Thế thì khi mà y bằng 0 thì các bạn lắp vào đây là ra x này. Đấy, như vậy là x ở đây sẽ là bằng 0 này. Cái này thì x ở đây sẽ là bằng 1 này. Thế rồi là cái này là x ở đây này thì sẽ là bằng trừ 1 này. Như vậy là chúng ta ra được 3 điểm M, tức là 3 điểm nghi ngờ nhá. Như vậy chúng ta sẽ có điểm M thứ nhất này, tọa độ là 0,0. Điểm M thứ hai nhá, tọa độ là 1,1. Điểm M thứ ba nhá, tọa độ là -1, -1. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra xem là ba cái điểm này có phải là cực trị không, bằng cách là chúng ta tiến hành tính tiếp các đạo hàm cấp 2, đúng không nhỉ? Đây là bước 1 đúng không? Bước 2 nhá. Bước 2 tính tiếp các đạo hàm cấp 2 nào. Z2,xx này. Z2,xx tức là đạo hàm của cái này theo x này. Cái này mất này. Cái này ra là gì nhỉ? -12x bình đúng không? -12x bình này. Tiếp tục này, Z2,xy nào. Z2,xy nhá, tính cái này đạo hàm theo y này là 4, còn cái này đạo hàm theo y là mất này, như vậy là bằng 4 này. Tiếp tục này, Z2,xy nhá, Z2,xy này thì cái này đạo hàm theo y là mất này, cái này đạo hàm theo y là ra là -12y bình này. Em nhìn thấy chưa? Sau khi tính xong ba cái đạo hàm này rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra ba cái này đúng không, bằng cách là các bạn sẽ lập một cái bảng nhá. Chúng ta sẽ không làm như này bởi vì ở đây là chỉ có một điểm nghi ngờ thôi, thì mình làm ngay như thế này. Nhưng ở đây có tận 3 điểm nghi ngờ thì để cho nó nhanh thì các bạn sẽ lập cho cô một cái bảng. Cô hướng dẫn cho mình lập bảng như sau này. Ba điểm nghi ngờ thì các bạn vẽ cho cô 4 dòng nhé. Đấy, đầu tiên là A này, đến B này, đến C này, đến delta này, và kết luận. Đấy, với lập bảng rất là nhanh luôn. Có làm 10 điểm nghi ngờ thì chúng ta cũng trình bày rất là ngắn gọn. Đấy, bây giờ đầu tiên là điểm này trước nhá, điểm 0,0 đúng không? Chúng ta sẽ dùng cái điểm 0,0 này thay vào ba cái này cho cô này để ra được A, B, C. Em hiểu ý chưa? Nhá, thay 0,0 vào đây luôn này, thay 0,0 vào đây này, thay x bằng 0 vào đây nhá, ra 0 này, ra A bằng 0 này, B là 4 này, C là 0 này, các bạn nhìn thấy chưa? Thế thì delta là gì? B bình trừ AC, 4 bình trừ 0,0, 16. Em ơi, 16 tức là mang dấu dương đúng không? Mang dấu dương nhá. Đấy, thật ra là chúng ta cũng không cần ghi 16 mà các bạn trình bày như này cũng được. Ghi dấu cộng vào cho cô được chưa? Ghi dấu cộng vào này, kết luận là điểm 0,0 nhá, không phải là cực trị. Đấy, loạn luôn. Không phải là cực trị là loạn luôn này. Tiếp tục bây giờ kiểm tra đến điểm M. Kiểm tra đến điểm M 1,1 đúng không nhỉ? Điểm M 1,1 các bạn thay 1,1 vào đây này. Đấy, thì như vậy nó sẽ ra là -12 này, 4 này, -12 này. Đấy. Sau đó lại tính B bình trừ đi AC này, tức là lấy cái này trừ đi hai cái này, 16 mà trừ đi 12 nhân 12 đúng không? Nhẩm là thấy là bị âm rồi. Đấy. Âm rồi thì tức là cực trị rồi. Nhưng mà kết hợp với cả cái A âm, đúng không? Cực trị mà kết hợp với A âm thì chứng tỏ là điểm 1,1 này A âm đúng không? A âm tức là cực gì đấy? Cực đại nhá. Cực đại. Thế rồi là điểm M -1, -1 đúng không? -1, -1 này. Đấy, -1, -1 lớp bình thay vào đây này. Đấy, thay vào đây nhá, thì thay -1 vào đây. Thay -1 vào đây thì -1 bình lên là 1, 1 nhân -12 vẫn là -12. Đấy. B thì vẫn là 4, C vẫn là -12, đúng không? Vẫn thế, cái dấu trừ này vẫn còn. Thế thì delta cũng như vậy, B bình trừ đi AC giống hệ ở trên này. Delta âm cũng là cực trị. Nhưng mà vì A cũng âm nên nó sẽ là cực đại tiếp. Cực đại tiếp. Đấy. Như vậy là các bạn nhìn thấy là bài này rất là đặc biệt ở chỗ là cái hàm số này là có tận đến hai cái điểm cực đại liền. Như vậy là hàm hai biến nó sẽ khác với hàm một biến. Hàm một biến thì nếu mà có hai cực đại thì phải có ít nhất là một cực tiểu, bởi vì hàm của nó sẽ phải nhấp nhô đúng không? Nó sẽ là cái con đường gấp nhấp nhô như thế. Nhưng mà với hàm hai biến ấy thì có thể có hai cực đại nhưng mà lại không có cực tiểu nào cả. Đấy.